quý vị, một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Quảng Nam khiến cho 13 người thiệt mạng. Càng đau xót hơn khi chiếc xe gặp nạn lại chính là chiếc xe rước dâu của họ nhà trai. Ngày vui của họ hàng đôi bên và đôi bạn trẻ bỗng chốc đã trở thành đại tang của cả dòng họ, khi 13 người trong họ đều không thoát khỏi được lưỡi hái của tử thần. Nguyên nhân nào dẫn đến vụ việc thương tâm này? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Sáng ngày 30 tháng 7, người dân sống trên quốc lộ 1, thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã bàng hoàng trước vụ việc kinh hoàng khiến cho 13 người thiệt mạng vào lúc rạng sáng. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên chiếc xe khách 16 chỗ chở theo đoàn người đi rước dâu chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn đường thuộc xã Điện Minh thì bất ngờ đấu đầu với xe đầu kéo kéo theo rơ móc chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến cho 10 người tử nạn ngay tại chỗ, 3 người tử nạn trên đường đến bệnh viện. Tất cả các nạn nhân đều trên ô tô khách, tài xế xe đầu kéo container bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc ô tô 16 chỗ bị biến dạng vô cùng thê thảm. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Thương, 45 tuổi, người đã trực tiếp tham gia ứng cứu người bị nạn, kể lại. Vào lúc khoảng 2 giờ 30 phút sáng, ông đã nghe tiếng nổ lớn rồi chạy xa. Cảnh tượng trước mắt ông là người mất vì tai nạn nằm la liệt, máu vương vãi khắp xe. Nhà cạnh hiện trường vụ việc, ông Lê Phước Ấn cho biết khi ông chạy ra hỗ trợ, ông có nghe thấy một vài tiếng kêu cứu yếu ớt. Lúc đó chỉ có vài người còn sống trên chiếc xe khách. Ông đã cùng với mọi người cố gắng kéo những người sống sót bị mắc kẹt bên trong ra ngoài thật nhanh. Theo lời ông Ấn thì đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất ông từng chứng kiến. Thời điểm gần 11 giờ trưa, những chiếc xe cứu thương lần lượt về làng. Dấu hiệu chữ thập đỏ trên từng xe của hơn 5 bệnh viện khác nhau. Tất cả là 12 chiếc xe cứu thương, 12 chiếc cáng được đưa xuống, 12 nạn nhân về từng nhà. Những người đàn bà đứng ôm nhau gào khóc trong tuyệt vọng. Người lương điền đã khóc suốt ngày 30 tháng 7 khi nhận tin dữ báo về từ Quảng Nam. Một cụ ông nhìn thấy chép miệng. Mấy chục năm rồi, làng này chưa có ngày nào đau thương đến như vậy. Đêm ngày 30 tháng 7, ở làng Lương Điền, một góc làng sáng trưng ánh đèn. Ánh đèn vàng leo lét, những phong màu man vàng trắng, những chiếc khăn tàng khiến cho không khí u tịch đi. Đau xót nhất có lẽ chính là gia đình của người chú rể, mà đáng lẽ ra ngày này phải là ngày hạnh phúc, nay lại trở thành ngày tang tóc. Trong căn nhà tranh cấp 4 của chú rể ở thôn Lương Điền thuộc xã Hải Sơn, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, 3 chiếc khăn tài được đặt thành hàng giữa gian chính. Tiếng khóc thảm thiết của người dân các nạn nhân vang lên. Nhiều người không kìm nén được đau đớn khi vụ việc thảm khốc rạng sáng xảy ra, khiến cho 4 người trong gia đình này thiệt mạng. Ngoài bà B, Long, chị gái Long, còn có một cháu nội của bà B, năm nay mới 7 tuổi. Người thân hàng xóm khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Chỉ trong phút chốc, hạnh phúc của đôi lứa đã bị tang thương phủ kín. Chưa hết bàng hoàng sau vụ việc cướp đi nhiều người thân trong gia đình mình, ông Nguyễn Điền, ngụ tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, không ngờ ngày vui của cháu mình giờ lại trở thành đại tang. Ông Điền kể trước khi vụ va chạm xảy ra, cả nhà thuê 2 xe đi rước dâu ở Bình Định. Một chiếc ô tô 4 chỗ chở theo ông cùng với lễ vật và xe 16 chỗ chở chú rể với những người trong họ hàng. Khoảng 23 giờ khuya ngày 29 tháng 7, đoàn xuất phát từ Quảng Trị vào Bình Định, nhưng không may, khi đi đến Quảng Nam thì đã gặp nạn. Thật đau xót khi chú rể ngồi trên chiếc xe 16 chỗ với gia đình cũng đã tử nạn thương tâm. Người thân thôn Lương Điền cho biết, gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long khá hoàn cảnh. Cách đấy 10 năm, bố đã bị tai nạn mất, mẹ làm nông nuôi con ăn học. Long là con út trong nhà. Khi vào làm việc ở Bình Dương, Long có tình cảm và quyết định đi đến hôn nhân với chị Yên trú tại Bình Định. Dự định của gia đình là vào tối ngày 29 tháng 7 vào Bình Định để sáng sớm ngày 30 tháng 7 làm lễ nạp tài tại nhà gái. Đến ngày 2 tháng 8 sẽ làm lễ cưới tại nhà trai. Thế nhưng vụ va chạm đã cướp đi tất cả. Ban thờ tạm được đặt trong nhà, chuẩn bị cho đại tang của cả gia đình trong dòng họ. Khi mọi người chưa kịp đón cô dâu mới về nhà, thì rạp cưới đã phải dỡ đi. Nhà chú rể vang lên tiếng con gọi cha, mẹ gọi con, xen lẫn những tiếng sụt sịt thương cảm của hàng xóm láng giềng. Nghẹn ngào trước đại tang, một người dân nói trong nước mắt, sự việc diễn ra đột ngột và đau lòng quá, cả thôn giờ không biết đến nhà nào, bỏ nhà nào, bởi lẽ cứ ra ngõ là gặp tang thương, xóm xiềng thì trùm trong vải trắng. Nhận được hung tin, vợ sắp cưới của anh Nguyễn Khắc Long là chị Lê Thị Yên ở Bình Định
cũng đã được người thân đưa ra Quảng Trị để nhìn mặt chồng lần cuối. Những tiếng khóc than gọi chồng của người phụ nữ trẻ đã khiến cho người chứng kiến không khỏi đau lòng. Những người hàng xóm đứng chật kín trong nhà ở ngoài sân. Những người họ hàng chủ yếu làm ăn ở tận miền Nam cũng đã đổ về. Họ nhìn di ảnh của Long, nhìn mặt Long trong quan tài lần cuối. Trên di ảnh, Long nở nụ cười hiền. Đó là nụ cười ngày anh được chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho hạnh phúc trăm năm. Long cười, nhưng mắt ai cũng đỏ hoe. Quanh nhà của chú rể, chỉ trong vòng bán kính 150m, bốn căn nhà khác cũng đang phải chịu nỗi đau mất mát khôn nguôi. 12 người cùng làng, cùng dòng họ đã tử nạn trong vụ va chạm thảm khốc trên. Đó là chuyến đi đầy nụ cười. Họ đi để rước dâu, mang về cho dòng tộc Nguyễn khắc một người con mới. Nhưng chuyến đi đó lại đành giang dở. Nạn nhân Nguyễn Khắc Nguyên và vợ là Nguyễn Thị Gái cũng là hai trong số các nạn nhân gặp nạn. Chuyến xe định mệnh đã khiến cho hai vợ chồng tử nạn, để lại ba đứa con thơ cùng với nhiều dự định còn dang dở. Cách nhà chú rể khoảng 150m, những tiếng khóc than ai oán gọi tên cha mẹ của các con nạn nhân Nguyễn Khắc Nguyên cũng đã xé tan đi sự yên bình của một thôn nghèo. Người lương điền biết tin vụ va chạm thảm khốc từ sáng sớm, nhờ cuộc điện thoại từ bệnh viện. Rồi họ ngồi lo lắng, ngóng chờ từng tin tức. Ông Nguyễn Hữu Phú, trưởng thôn Lương Điền kể lại. Tin báo lúc 5 giờ có 3 người mất vì tai nạn. 6 giờ đã 10 người, rồi đến 7 giờ là 13 người. Trong đó 12 người của làng và một người khác ở khu vực khác. Cả làng choáng váng, người nhà cứ ôm nhau khóc. Hàng xóm ôm nhau khóc, ai cũng khóc. Có người phải ngất xỉu đưa đi trạm xá. Rồi đám đàn ông, đám thanh niên cứng rắn hơn đã chung tay dựng rạp, 5 cái rạp đám tang trong một ngày. Không ai ngờ rằng chuẩn bị ngày hỉ cho Long thì bỗng chốc lại quay ngược chiều thành đám tang. Cả một góc làng phủ màu tang trắng, chỉ còn nước mắt với nhau. Đối với lãnh đạo xã Hải Sơn và chính quyền thôn Lương Điền, có lẽ đây là lần duy nhất lãnh đạo địa phương tiến hành một cuộc họp đặc biệt như vậy. Đó là việc bàn phương án chuẩn bị tang lễ cho những nạn nhân xấu số đã tử nạn trong vụ va chạm. Sau vụ việc, vì nỗi đau đang dần lắng xuống, cũng là lúc mà cơ quan ban ngành kết thúc quá trình điều tra nguyên nhân. Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, nguyên nhân vụ việc thảm khốc khiến cho 13 người tử nạn thuộc về tài xế xe khách 16 chỗ. Người đứng tên chủ sở hữu xe ô tô đi rước dâu bị tai nạn thảm khốc đã tiết lộ những thông tin về người tài xế và chiếc xe. Theo ông Phạm Bá Trần, sinh năm 1969, ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chiếc xe khách này được ông mua từ một người ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2016, sau khi tham gia hợp tác xã khoảng 6 năm, ông đã bán lại xe cho anh Lê Ngọc Cường, cùng trú tại xã Phong Bình, với giá là 228 triệu đồng. Ông Trần cho hay, nhà anh Cường chỉ cách nhà ông 300m và cùng là dân kinh doanh vận tải với nhau, nên ông rất rõ về Cường. Ông tâm sự, Cường là người rất hiền lành và cẩn trọng trong mọi việc. Vụ tai nạn xảy ra là do Cường đã làm việc quá sức. Cụ thể là đã thức trắng nhiều đêm để chở khách, dẫn đến bị buồn ngủ khi cầm lái. Tất cả đều xuất phát từ việc Cường gắng làm việc để có tiền nuôi vợ và hai đứa con vẫn còn đang nhỏ. Thật là đau thương khi tại nhà của chú rể Nguyễn Khắc Long, mọi thứ đã đảo lộn chỉ sau một cuộc điện thoại báo tin dữ. Rạp đám cưới bỗng chốc hóa thành rạp đám tang. Và tiếng vui cười hạnh phúc đã được thay thế bằng những tiếng khóc than. Vụ việc trên cũng là lời cảnh tỉnh đến những người đang cầm vô lăng tay lái. Đừng nên vì nhanh một phút mà chậm cả đời, cũng đừng nên quá gồng sức để dẫn đến mất tỉnh táo, bởi đằng sau tay lái là tính mạng của biết bao nhiêu con người. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.